Từ lâu, tôi vẫn quen thói ngủ lan. Đêm khuya tôi ở lại nhà bạn, rồi không về. Ba mẹ quen dần, cũng chẳng mấy khi hỏi là đêm qua mày đi đâu. Miễn sáng có mặt ăn cơm, đi học đúng giờ là được. Ông Rượng mà tôi đã có dịp nhắc đến là người yêu thích con nít. Chúng tôi hay đến nhà chơi. Chợt một hôm ông hỏi, chúng mày đi với tao không? Thằng kia nói, ông đi đâu giờ này? Tối rồi. À, tao vào trong cha đăng. Đã vậy càng thôi, nghĩ tới nhà xứ ẩm mốc, hoang vắng, đứa nào cũng ngao ngán. Còn cha xứ, nó thật lòng, bí ẩn như lão phù thủy Carmen. Quân chết nhát, ông Rượng chỉ vào tôi. Mày đi với tao. Tôi liều lĩnh gật đầu với mục đích duy nhất là ngày mai tôi tha hồ thêm thắt, thổi phòng cho cuộc phiêu lưu. Hóa ra chẳng có gì để thổi phòng hết, toàn chuyện buồn của người lớn. Ông Rượng xăm xăm bước, tôi lầm lũi theo sau. Lính canh đêm quen mặt ông, không nói gì hết. Tới nhà xứ, qua dãy hành lang thì tới căn phòng nhỏ. Ánh đèn dầu hắt lên tường, bóng một người đang đọc sách. Cha Đăng nghe tiếng chân quen, hỏi luôn. Ông Rượng hả? Đi với ai vậy? Khuya rồi có chuyện gì? Ông Rượng nói, tôi gặp cha một chút. Ngồi đó đi, để tôi lấy nước. Chuyện ngắn thôi, mai tôi còn lễ. Cha yên tâm đi, tôi thức đêm cả đời, mà chớ có chết. Cũng chẳng ai chết vì thức đêm cả. Ông vào đề luôn. Thế này, tôi hỏi cha, tôi không sống được bao nhiêu nữa đâu. Giỏi lắm là 10, giỏi nữa là 20 năm, rồi cũng chết. Vậy nếu tôi gặp lại con Nê với con Nỉ, thì con Nỉ vẫn còn bé tí hay đã là thiếu nữ? Nê là ai? Nỉ là ai? Nê là vợ tôi, còn Nỉ là con gái của tôi. Sao lại gọi vợ là Nê? Ông Rượng tặc lưỡi. Không có sao cả, vợ chồng vắng mặt, gọi thế không có sao cả. Họ đi đâu? Chết hết rồi cha, chết đói. Tôi chưa kể cho cha nghe hay sao? Cha Đăng xúc động. Rõ là khổ, nhưng họ về với trời rồi. Ông muốn thấy họ thế nào thì thấy thế ấy. Còn mẹ tôi, hơn 70 nhé. Chứ cho trẻ lại, hay lên thiên đàng cũng có người già. Cha Đăng cảm thấy thú vị. Ông muốn thấy bà cụ già hay trẻ? Ông Rượng có vẻ bối rối. Già thì hay hơn, miễn là mẹ tôi khỏe. Hỗn hắn một tí cũng chẳng sao, vì trước đây bà ấy vẫn ho. Ăn dầu đó lét cả mệt, rồi gọi ba tôi là ông quỷ. Ông quỷ này, ông quỷ ấy đi đâu rồi? Cha Đăng cười, chắc là bà ấy quen miệng thôi. Ông Rượng mơ màng. Với lại, gọi thế có khi đúng. Bà tôi cũng không có đạo, ông hứa theo, rồi tới chết không theo. Xuống hỏa ngục cha nhỉ. Cha Đăng ngạc nhiên, ai nói với ông thế? Họ sống tốt thì Chúa chẳng bỏ họ, cho dù họ chưa biết Chúa. Ba ông sống tốt thì lên thiên đàng thế thôi. Ông có nhớ gì về ba của mình hay không? Ông Rượng chép miệng. Không nhiều, bà tôi kín miệng, là người của tán thuật, chạy vào trốn trong nhà tôi, rồi có tôi. Nói thế cho cha hiểu, biết ơn mẹ tôi, cái chiều hay sáng, ông cõng tôi đến nhà thờ, rồi tìm chỗ tối nào đấy, đợi tôi. Gia tài của ông ấy để lại cho tôi là cú đâm ngón tay vào cây chuối với cú phang gậy vào chân nhưng lại trúng đầu. Đây, cha đứng ra đây, cho là cha đang cầm khẩu súng kiếp hay thanh đao. Cha đứng chân trước, chân sau. Thế cha tính bắn tôi. Thế, tôi cầm tay thước vuông, tôi nghiêng sườn, tôi quất chéo lên. Cha có tin không? Không bể đầu thì cũng vạt mất tay ngay lập tức. Cha Đăng cười phá lên. Dĩ nhiên tôi tin, giá mà ông Thánh Phê-rô lại học được đòn này, thì khỏi phải rút gươm. Nhưng thôi, ông kể về vợ con của ông đi, ông nhớ họ chứ? Sao mà không nhớ cho được? Cái thằng đâm vào vai tôi còn nhớ, thì chẳng lẽ tôi lại không nhớ tới vợ con của tôi? Cái thằng đâm vào vai tôi lâu rồi, hơn 30 năm rồi, chắc giờ này nó cũng đã lên thiên đàng. Lúc mới đầu Chúa giam nó nói tôi có làm gì mà Chúa lại giam tôi. Chúa nói ai biểu mày đâm con người ta.
Nó nói đánh nhau mà. Hai bên đánh nhau thì phải đâm nhau chứ. Với lại thằng kia cũng bóp cổ tôi lẹ cả lưỡi ra rồi. Chú nói không cần biết, cứ giam mày lại đã. Mày cũng đâu có gì vừa. Rồi 30 năm qua, chú thả nó ra, chứ giữ mãi nó làm gì? Cho nó vào thiên đàng, bỏ chuyện đánh nhau rồi lo mà làm ăn. Cha Đăng cắt lời. Tôi hỏi vợ con của ông cơ mà. Vợ con ông Rượng, năm 1945, năm Ất Dậu, ông dặn vợ canh con để ra Hòn Gai kiếm việc, chứ ở nhà đói quá. Ngờ đâu ngoài ấy cũng đói, nên ông quay về, nhưng chậm mất rồi. Căn nhà nhỏ như mái lều, không còn một tiếng động ngoài tiếng gió lùa. Người ta ngã ra, chết như rạ. Vợ con ông cùng chung số phận. Nhớ lúc chôn vội hai mẹ con ngoài vườn, kẻo phu họ đến đem đi chôn chung. Ông vừa đào huyệt, vừa khóc. Đói mà phải khóc. Ông đào bằng con dao cùng, cố lắm để có cái lỗ sâu hơn. Ông thấy một mầm cây mềm mại, giống như rễ khoai hay rễ chuối thì phải. Thay vì bỏ vào mồm ngấu nghiến, ông lại đặt mầm cây ấy vào tai của con, rồi lắp. Mẹ ôm con, đất ôm họ. Ông khóc một đời vì dằn vặt, hối hận. Càng nghĩ, ông càng thấy nhiều người chết oan. Chết vì thằng Nhật đã đành, mà còn chết vì ngu ngốc, rất kém về khả năng sinh tồn. Ăn hết rau rợ thì tìm rong rêu mà ăn. Ngoài bờ mương sông Lạch thiếu cái gì? Chính ông đã ra bờ sông, định vớt ít con tép, nhưng thấy rong đuôi trộn mềm mại, ông ăn ngấu nghiến. Rong đầy sông, giá mà vợ con ông mỗi ngày ăn một nạm rong thì đâu có tới nổi. Đầy dạ rồi chẳng lẽ không có sức mà vồ lấy một vóc nhái hay cào cào. Ông về không kịp nên vợ con ông chết oan. Ông nghe như đâu đây có tiếng của vợ thều thào trong căn nhà ợp ẹp. Thầy con sắp về rồi, ngủ đi con, tí nữa thầy đem cơm đem cháo về cho con ăn. Ông thấy con nỉ, không đòi ăn nữa, không gặm mút ngón tay nữa. Nó chơi với níu lấy mẹ nó một cách vô thức, rồi mềm oặt đi. Vợ ông chốc sau cũng hết buồn, không đỡ được con nỉ lăn ra khỏi tay của mẹ. Nỉ ơi, con còn nhỏ lắm nỉ ơi. Ông khóc, gào lên như vậy trong đêm khuya nhiều lần lắm rồi. Cho dù tin rằng giờ này vợ con đang ở trên thiên đàng, ông vẫn khóc. Sao đời ông khổ vậy? Số phận cay nghiệt tới với ông để ông sống lưu lạc vào miền Nam một mình. Làm gì cũng có ăn, trồng gì cũng tốt, đầy nhất là hoa trồng củ mỡ. Ông thầm mơ một ngày nào gặp lại họ, ông sẽ mang một vác nặng làm quà. Bầu này, mướp này, củ mỡ này, gà sống này. Ông còn nhớ vợ khi chết lại kể trần. Thì ra, chị lấy áo đắp cho con. Làm như nếu ấm áp thì con nỉ sẽ no hơn. Vậy thì ông cần mua thêm cái vải nữa để họ may quần áo cho đẹp đẽ. Vải trơn may quần và vải hoa may áo. Về thiên đàng, vợ con ông sẽ nhận ra ông ngay. Vợ ông sẽ đẩy vào lưng con nỉ và nói rằng: "Thầy con kìa." Con nỉ lấm lem vì đang nghịch đất, chạy ra cười nắc nẻ. Ông sẽ giang tay ôm choàng lấy nó. "Ôi con tôi, thiên đàng của tôi nỉ ơi, con còn nhỏ lắm nỉ ơi." Ông già gục xuống ghế, cha Đăng nói kệ ông ấy, bởi vì ông ấy đang vùi mặt vào thiên đàng. Ngoài thềm, gió vi vút rất mạnh. Lần đầu tiên tôi ngủ trong nhà xứ, mà trong giấc ngủ chập chờn, cứ nghĩ mình ở lều hoang.